1911, thành ra nó dư một cái số 1 trước số 9 đó. Tức là nếu mà chị không hỏi em, chị gọi theo số này đại thì cũng không có, em không bắt phone được tại vì nó lạc rồi. Yeah. Phải không? 999 của em nè. 945 của em là 945. Rồi 911 mà chị chơi vậy nè. 945 mà 191, thành ra nó lộn như vậy chị cũng không gọi được. May phước á. Sao mà chị nói, ý Tư ơi, cần nói chuyện với Phương quá đi. Em à, chị muốn hỏi lại vấn đề nè. Chị có gọi về chế Cưng không? Có, ngày hôm qua. Ngày hôm qua gọi có nói có mấy tiếng rồi. Chế Cưng á, chị Cưng á, chị gọi chị ba. Cũng lo cái vấn đề cháu của chị, cháu chỉ con hi sủn đó. Bây giờ con Quyên á, nó trả lời với chị ba rồi, nó nói rằng chồng nó nói kêu cô ba chờ 2-3 năm nữa, 2 năm nữa đi, chết mẹ không. Tôi nói bà ý là cái tuổi già đâu có chờ đợi được đâu, nếu giúp được thì tốt quá, tại vì nó đã quen con cháu ở trong nhà mình lâu rồi, biết tánh ý mà con nhỏ cũng hịch hạc dễ thương á. Nhưng mà nó nói nó mới đi trở lên làm lại có 4 tháng à, mà nó muốn thằng chồng đó, đúng là như em nói, nó nói thằng chồng đó đòi nếu mà nó về là thằng đó bỏ về luôn, không chịu ở đó làm. Nó đặt cái vấn đề đó mình cũng thấy khó. Thì Chế Cưng á, cũng hôm trước cũng có sơ cua là nói là con dâu lớn của Hia Sủn đó, tức là chị dâu con nhỏ này nè, thì nó cũng ở nhà không có làm gì hết, ở với Sủn mất rồi á, thì ở với mẹ chồng ở đó đó. Thằng chồng nó cũng đi, thằng đó cũng dân quậy đó, cũng đá và cá độ gì tùm lum la, cho nên cũng không có ổn định gì á. Bây giờ nếu mà hôm ấy thì cho Thúy vô, Thúy là nhỏ đó đó, con chị á, thì bây giờ chị ba nói với nó là con Quyên nó trả lời như vậy đó, chắc không có cách nào mà lai chuyển nó để nó về ở với mình đâu. Dù nói ngọt, dù hứa hẹn với nó là sẽ giúp này kia, tôi nó cũng nói là chờ đi, chết mẹ. Cái chị ba nói cái Cưng nói em có nói chuyện với Thúy rồi, Thúy nó cũng thấy là cũng được trong gia đình đó, nhưng mà nó nói chuyện nào ra, thì chị ba mới nói là chờ con nhỏ này nó quyết định là nó không ở nữa, hay là nó dùng cái biện pháp là nó không đủ sống phải chăn lương cho nó hay này kia, rồi con nó dâu nó muốn đem thằng nhỏ nó về thì chừng đó mình nói ừ thôi về thì về luôn. Thì lúc đó Thúy ra hình như đi xe ra chừng 2 tiếng đồng hồ hay gì đó. Bây giờ chị ba mới nhức đầu, chị ba nhớ tới em nói 400 không có đủ sống. Bây giờ chị ba đã xin mấy người đó tăng lên, mỗi người thay vì 1.000 thì giờ ra 1.200 một năm. Thì giờ 1.200 năm chị chia ra 6.000 thì cũng một tháng 500. 500 thì nếu mà không có phải mà bị tăng, mấy đứa này là mình tăng lương rồi đó, không có 2 triệu như kiểu con giỏi. Tại vì con giỏi nó nói, mình không biết là lúc đó mướn nó bao nhiêu cho đủ, thì nó nói là 1 triệu rưỡi tới 2 triệu nó kiếm sống ở đó. Bây giờ mình bảo bọc cháu nó thì mình trả nó 2 triệu nó chịu không, thì nó chịu đó. Thì bây giờ đối với cái vật giá này, giờ 2 triệu người khác không chịu, thì chị Mười nói mày ơi phải 3-4 triệu mà trả lên á. Thì cái chị Anh bán vé Air Việt Nam hồi xưa đó, là cháu của chị Mười, có một đứa em bà con họ đó, cũng thuộc loại cháu Mười luôn. Thì chị có nói với em là cái cô đó cổ có đứa con 20 mấy tuổi làm neo, làm móng tay. Thì cổ cũng ở nhà ở không, cho nên giờ Mười nói tao thấy rồi, con nhỏ này được nè, nó tao không có làm gì hết trơn á, tao hỏi thì nó chịu rồi, 4 triệu nó chịu rồi. Cái chị mấy quản hồn, chị nói nếu 4 triệu là gấp đôi con nhỏ kia, thì thay vì vậy mình đem con cháu mình vô coi đứa nào con có thể sủi, coi đứa nào nhảy vô được. Thì đứa cháu ở trong nhà mình trả 4 triệu, nhưng mà nó cái tình thân nó dễ dàng hơn cái người lạ. Chị không hề biết người ta cũng không biết mình, mà chạy vô ở với ý Tư rồi không biết có như thế nào không, sợ. Nói cái Cưng thì Cưng nói với anh Thúy, cái chị ba mới nói Mười ơi, con cháu đó để sơ cua đi nghe mày. Thì Mười nói từ chối ra mày. Con gái của con nhỏ đó nghe vậy cái nó nói thôi không có cho mẹ đi ở nhà ai hết trơn á, không rồi mày, hết rồi đó. Thì trở về anh Thúy, Thúy là chị dâu của con kia. Giờ chị ba mới tính nè, chị ba bắt đầu chị ba tính, chị ba hỏi ý kiến em nè.
400 không có đủ. Giờ 500, 500 là thấy thông thả rồi, 500 là như là con Quyên đó sẽ con trả. Nếu là con nhỏ đang ở con giỏi đó, thì là mất 100 với nó rồi. Thì còn là 400 đi chợ trọn vẹn không có mất nữa. Nhưng mà cũng là chặt vật lắm, đúng không? Rồi bây giờ từ từ 400 thì em nghĩ thì đủ. Không, tại vì em có tiền của con giỏi là đủ đó không? Con giỏi thì đủ, nhưng mà con Thủy... Nếu con giỏi thì đủ, ok, rồi bây giờ bỏ con giỏi ra nha. Chị ba mới nói gì với em nè. Tại vì anh ba anh cũng muốn nhờ em phân tích đầy đủ đặng chị ba báo lại cho anh em chị ba, chứ bây giờ chị ba mệt quá rồi. Nếu mà chị ba chỉ lo cho ý tư xong á thì coi như tiền túi chị ba phải bỏ ra rất là nhiều. Chị ba không dám đụng chạm tới anh em của chị nữa. Chị đã đề nghị từ 1.000 một năm mà giờ lên tới 1.200 một năm rồi. Mà bây giờ 1.200 một năm á thì một tháng được 500. 500 mà với tiền lương con giỏi 1.100 á thì ok. Nhưng mà bây giờ người này á, người khác bỏ con giỏi ra nó không ở mình nữa thì sẽ là 200 cho người lãnh lương đó. Ha. Thì còn lại 300 không có đủ, đúng không? 300 là không có đủ gì trơn á, mà ít nhất cũng phải là 400 trọn vẹn để chợ thì ok ha. Được không cưng? Em tạm em tính giùm chị đi để chị phân tích với mấy người này để chị ba không có phải bị tụi nó nói chị ba là cứ muốn làm gì thì làm á. Nhưng mà chị cũng nghĩ gì tư thôi. Chị ba nghe, chị ba cứ nghĩ cứ nói với mấy anh chị là đơn giản là gì. Chị nhờ ý kiến em đó. Đúng rồi. 200 cho người giúp gì? Trong đó mình dư ra được 600 ngàn chứ gì? Dư 600 ngàn, ok. Rồi. Mà 4 triệu. Ví dụ như chị đi 4 triệu thì đổi ra được 4.6 triệu, phải không? Nếu mà 4 thì 200 là 4.6 triệu. Thì dư được có 600 ngàn tiền Việt Nam thôi. 600 ngàn tiền Việt Nam. Thì chị ba để 600 ngàn nó qua một bên đi. Chị ba còn được 300 đô. 400 chứ, còn 400. Ủa nếu mà tại vì ba chị nếu mà là 500, nếu mà chị ba 400 à? Không, bây giờ tính em thấy nếu là 500 á thì thiếu rồi. Thì trời không nó nói thì không, bây giờ em nói thì nếu là 500 đi thì cái người giúp việc họ 4 triệu rồi, phải không? Thủ thứ linh tinh á. Tiền thì rồi tiền cáp tiền cáp của TV nè. Tiền cáp TV là khoảng 100 mấy. Mà nếu Mỹ chưa có wifi nữa thì 200 mấy. Tiền Việt Nam á. Rồi tiền điện thì khoảng gần 1 triệu. Khoảng nhầm khi trên 1 triệu. Nó dao động ở mức 1 triệu. Thì tiền TV, tiền internet thì nó hết là cho 200 ngàn nữa đi. Thì là 1.2 triệu. Cho 300 mấy cho 300 nữa, tính chẳng là 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi là tiền vệ sinh. Rồi tiền nước, thì cũng mấy cũng đại khái là khoảng 1 triệu 7. Mình lấy ra 100 nữa. Mình lấy ra 100 nữa. Tức là mình đổi ra 2 triệu 3 nữa thì trong cái 2 triệu 3 đó nó còn lại là 500 ngàn, phải không? Đúng rồi, 500 ngàn. Còn cái 600 ngàn mà nãy mình còn dư á, là bây giờ ra được 1.1 triệu, thì còn 200 đô. 200 đô đó mỗi ngày á, em tính là tụi mình đi chợ là khoảng 100 ngàn tới 150 ngàn. Đó là có loại không có loại ăn điểm biết. Thì 100 tới 150 em cho một tháng là 4 triệu. Tiền mua thức ăn. Tích sót dữ lắm đó. Đồ, tích đồ ăn một món ăn nặng và một món canh thôi. Chứ không có tính cái ăn này nha. Không có ăn chặn chơi gì hết trơn.
không ăn vặt gì hết, không tính tiền ăn hàng sáng ăn hàng trưa gì hết. À, chết mẹ. Thì nó đã mất đi 4 triệu nữa rồi. À. 200 đô còn lại ba đổi là 4 triệu 6 phải chưa? À. Ý, đâu có đổi. 600 ngàn đồng. Nó nói đi được. Đó. Cộng với triệu mốt hồi nãy đó là ra là 1 triệu 7. 1 triệu 7 thì bán toàn dư đúng 1 triệu 7 thôi. Dư đúng 1 triệu 7. Thì 1 triệu 7 đó đó nó nằm ở cái tiền là tiền gói nè, tiền gạo nè, tiền phải nói là tiền đặt vặt thôi, tiền khoản chi đặt vặt, ví dụ như sữa, cà phê rồi đó, thì chị ta mời hay là gì đó, 1-200 ngàn gì đó, là không có vấn đề gì, bệnh hoạn hay là gì, chích gì, thêm kẹm thêm gì hết trơn đó nha. Là bệnh đặt vặt chứ không phải là nó đi khám bệnh rồi nha. Thì nó đã với lại tiền nhằm khi cũng ăn uống gì đặt vặt đó. Xài thêm á. Nó vừa sát luôn. Là coi như là không có mà giúp chích gì luôn á. Đúng rồi. Cái đó là em nói chị ba vậy, là em tính trên cơ bản thôi chứ còn cũng, chị hiểu rồi thấy thì nó vậy đó. Cái đó là chiếc cao quá không được cà phê sữa như vậy đó, là bây giờ nếu 400 mà chỉ để đi chợ không thì ok không, không có tiền lương 400 đô mà chị để dành cho chợ quá tốt rồi phải không? Phải 600, phải 600 mỗi tháng. 600 mới đủ. Cộng thêm tiền trả cho cái người đó thì là phải 600 mà là mới đủ. Đủ là thông thả. Ý tôi muốn ăn cái gì thêm chút đỉnh phải không? Nghĩa là đời sống mà còn chết nay sống mai mà cứ để tính toán hoài là đâu có được được. Ý tôi cũng già dữ rồi. Bây giờ chị ba tính nói hỏi với em để cho nó rõ vấn đề. Bây giờ chị ba sẽ là từ 500 bây giờ phải là 400, tại vì mình ý sẽ là từ 600. 500 rồi 600. Là 600 mới được. Dạ, vậy ha. Nếu em thấy 6 đó là mình muốn người 200 đó. Dạ dạ, còn 400 là trọn 400 này là trọn vẹn trong vấn đề ăn uống sinh hoạt trong nhà này kia đó, nhưng mà có thông thả chứ. Chứ không phải nhức đầu, không có phải dè sẻn dữ mà không dám ăn gì hết, đúng không? Chút chút này kia cho ý tư. Ok, vậy 600 đi nha. Chị ba muốn nghe cho em là cái người vừa chín chắn minh bạch này kia, chị muốn nhờ em phân tích cho chị biết để mà chị có nói chuyện với anh em của chị thì cũng không phải vấn đề là mình cứ nhắm mắt càng muốn cho ý tư bao nhiêu là cho, phải rõ đời sống của ý tư và cái tiền lương của người ta bây giờ cũng 100 không hai ở, phải là 200 mới được. Nhưng mà đối với con giỏi á, em nói chị ba nghe mà à, tại sao mình không muốn tự vực là người ta phân dân là do là cái sinh hoạt đó tiền mặc dù là mình đổi ra thì mình thấy tiền nó nhiều nhưng mà nó tính ra nó tiền nó nhỏ chị ba, tiền nó không có giá. Yeah. Nó là cái mức lương tối thiểu mà mấy ông nhà nước bên đây họ định cho công nhân á. Ngày xưa đó là ấy, còn bây giờ là tối thiểu là phải là 3 triệu mấy 4 triệu là cái mức lương của người lao động tối thiểu á. Người đi làm những cái công việc mà cũng như là ngồi canh gác chút chút ở ngoài mấy cái công ty rồi kia là cũng phải trên tay gần khoảng 4 triệu. Đó là mức tối thiểu mà bắt buộc những công ty phải mướn, cho nên á là thí dụ như tụi nó thanh niên nó không bao giờ mà nó làm tầm tầm á, là lương của nó tụi nó là 8 triệu 10 triệu rồi. Là nó không thể nào mà nó quay về nó ở với mình với cái mức lương đó, mà với lại tại vì ví dụ như con cái của con Quyên á, theo như em biết á ha, là nó lớn dữ lắm, với lại tụi nó cũng có những cái con nít nó có những cái đòi hỏi mà cũng như là con Quyên nó phải cho con nó thế này thế nào thế kia, cho nên nó phải đi làm như vậy đó. Nó có nói với em, nó phải đi làm á, là nó phải có tiền. Mà em thấy con bây giờ ở bên đây chị ba thấy không phải như con nít hồi xưa mà chị ba ở đây
nó đầy đủ hơn nhiều, và nó cũng cũng như con hai sinh sanh có một đứa hai đứa, cho nên họ cưng họ á. rất là cưng thì là một chuyện, nhưng mà mọi thứ giống như là cái sinh hoạt đối xử của nó cũng rất là tốn kém, mỗi tháng rồi thì nó cũng nhiều tiền, mà nếu mà ở cái mức mà 3-4 triệu đó là mình chỉ muốn tầm là những người mà họ cũng như là không có dạng như không phải là thanh niên đó chị ba, không có đi chơi đi đường kia tiêu tiêu tạp á, dạng những bà lớn tuổi mà họ ở nhà không đó, thì họ có thể bằng lòng với số tiền đó, chứ còn thanh niên nó cứ chịu bằng lòng với số tiền đó, cho nên mình rất khó muốn, mà không phải mình khó muốn là tất cả những cái chỗ bán của mình chẳng không có người đó. À, ví dụ như con giỏi thì mỗi lần á ở sát bên cạnh có một cái chỗ mà người ta bán bún nướng vậy á, Nó qua khi nó mà chị phụ. dọn người ta bán một chút mà thì nó chạy qua nó phụ, thì người ta cũng cho nó được Một bao triệu. nhiêu là thêm 1 triệu, Một mà nó chỉ triệu. tiết trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ thôi là nó đi về đó. Cho nên á là rồi mình thấy có những cái nó cũng khó nói, là tại vì cái mức sinh hoạt nó cao quá, nó cũng tốn kém lắm thực sự là vậy, cho nên nó nhiều khi tụi nó cũng sợ là nó không có đủ lo cho con á, nó phân vân em nghĩ là như vậy, chứ không phải gì. Mà nếu mà chị ba nói á là chị ba lo hết, ví dụ nó về chị ba lo hết, em thấy chị ba đúng chứ, bây giờ ấn đâu lên nghĩ kỹ, tại vì á là tụi nó không phải là làm thầy làm gì, nhưng mà vấn đề là nó chi xài nhiều mà nó không đủ, là nó sẽ Em nói đó là ai? mai thì mình chịu mấy Giỏi. tiếng kia. Giỏi đó hả? Em nói con giỏi Em đó nói hả? bất cứ là con giỏi cũng vậy, con Nguyên cũng vậy, cả hai đứa luôn, hiểu không, biết không, tại vì nó còn có con nó đó, cái tụi nhỏ nó đòi cái này đòi cái phải lo cho nó, cho nên tốn kém rất là nhiều, chứ không phải như ngày xưa mà mình như mình là chỉ ăn cơm ăn nước rồi đi học, mà cái học ở bên đây bây giờ đó, nếu mà ví dụ nhân viên nó xuống rồi nó đem theo con nó xuống ở với nó đi, thằng trai nhỏ đi nó đi học cũng giống như thằng bé con của con Cháu 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 nội giỏi, thì á em nghĩ cái mức sinh hoạt nó cũng không có thấp hơn đâu, cao hơn đó, vì tụi nó quen được ba mẹ cho này kia rồi cũng đòi ăn uống rồi, chứ nó đâu có như mình ngày xưa mà ăn cơm nguội cơm gì đâu, rồi học thêm cái gì học thêm rồi đóng tiền này tiền nọ tiền kia, mà tiền rất là cao, ví dụ như học một môn em nói chị ba đó, là ví dụ ở bên em học tư đó là cũng khó theo đuổi kịp với bạn trong lớp đó, mà học tư một môn là khoảng 500 ngàn, mà 2 môn là 1 triệu, mà 3 môn cũng là 1,5 triệu, mà thường là những môn chính đó là nhằm khi ta cho con người ta học tới 4 môn đó, rồi làm sao làm nổi cái tiền học của đứa bé không, đỡ 2 triệu rồi, là thấy không, em nói cho chị ba nghe để chị ba thấy được là thực sự nếu tụi nó một mình không chồng không con thì cái chi phí chị ba trả cho nó ok, nhưng mà nó có chồng có con, nay chuyện này là may chuyện kia, đứa nào cũng có cái gia đình ở sau lưng á, tiền điện tiền nước chuyện nó gửi về mình cũng không hiểu nữa, mà thực ra nó là vậy á, nhiều thứ lắm, Thì bây giờ ngoại trừ bản thân á tìm việc có lương thôi, chứ lương của mình nó là trả cho nó chỉ đủ một mình nó mới chi trực mà Ok. ở đó, rồi cho con chút tỉnh thôi, còn nếu mà con đang học á hả không có lên tốn lắm, chứ không phải như ngày xưa như mình mà đi học mà không học tư đâu, học tư cũng có Năm con. năm năm rồi thằng bé này nó học tư đó, chị ba cũng phải đóng tiền, nó kêu cái tư cho tiền đóng đó, ba bốn ba Đúng bốn năm rồi. trăm ngàn gì đó, 300-400 ngàn gì một tháng đó, cũng phải đóng rồi, Cái họp đó họp chị phụ ba biết huynh. không? Chị ba biết cái đó là nó mới ở cấp 1. Cấp Bây giờ 1 thì nó ở cấp 1 nó có một giáo viên nè. á. Đúng Thì rồi. một giáo viên đó nó sẽ dạy nó rất là nhiều môn, thì nó có thể đóng cái số tiền đó nó học được. Nhưng mà khi nó lên cấp 2 rồi đó, nếu mà nó yếu cái môn nào là thằng học tư thì riêng một môn là 500 ngàn này. Và rất là nhiều giáo viên phải không? Đó, em nói chị ba thấy đó, để mà chị ba biết được cái trước mắt mình nói đó, ví dụ mình nói là
em cứ để chị lo hết, rồi mấy đứa nhỏ bằng cái học hành ở bên này nó khác hoàn toàn cái ngày xưa nha. À. Chứ không phải như là nó tốn kém lắm. Chị là hỏi thử, rồi nếu mà em nói chị hỏi thử con người có giáo nhiều đó, hỏi thử mình có phải được học gì Đúng rồi em, chị hiểu rồi. Tại không. vì thằng nhỏ nó học là 400-500 ngàn một tháng rồi, nhưng mà năm nay nó lên cấp 2 thì không có đi học thêm gì hết, chưa gì hết. Chị ba cũng nói nhiều cô giáo thầy giáo lắm, làm sao mà mỗi môn đều đi học thêm. Cho nên á, cái cấp 2 này phải ráng học, thầy nào cô nào dạy thì ráng học chứ không có học thêm. Thì bây giờ cái trường hợp của con Giỏi bây giờ nó đang làm eo làm sách mình. Nó chị Mười á, ngày hôm qua cô Mười gọi nó. Chị Mười gọi, chị ba không dám gọi, nó hỏi mày nói chuyện với Tư chưa? Đó là không, ấy Tư về hôm qua giờ tao không có dám nói chuyện, tại vì tao không biết rằng họ có phay nhau, có chửi nhau nữa không. Cái vụ mà trước khi tôi đi Sài Gòn mà cãi với con này một trận dữ dội mà nghe nói là nó son sỏn nó tay đôi á với Tư á. Rồi chị không hiểu, nhưng mà khi nghe chị Mười nói, tao nghe ý Tư nói nó đòi về đó mày, đó là cô Mười. Rồi qua chị Quê nói chị ba, Quê thì không nói chuyện mà nhắn tin thôi. Chị ba, ý Tư mới kể cho em nghe là nó gây lộn với Tư một trận dữ lắm, mà nó rất là son sỏn, nó dữ dằn lắm. Mà ý Tư cũng không nói cho chị nghe, cho nên chị Cái đó nói là hồi nào chưa? hồi hồi trước khi đi Sài Gòn, năm Tây đi Sài Gòn thì đâu mấy bữa trước khi đi Sài Gòn đó, đi để trị bệnh đó. Công tác lại là 600 có đủ không? Bây giờ 600 thì nó nói 600 là đủ đó. Nhưng mà với con bây giờ Chứ trở lại cái chuyện không con có, không Giỏi có đi. con. Hả? Không có con ra học cho em cho Không con. không, bây giờ không, con Nguyên đâu có ở, mà con Thúy Thúy đâu có con nhỏ. Ông này ổng muốn chị ba nhờ em phân tích để rồi ổng thâu vô này, ổng sẽ mở cho mấy anh em kia người ta nghe, để người ta biết cái sinh hoạt ở Cà Mau và cái chuyện mà mình cho tiền lo lắng cho ý Tư không phải là đủ với ý Tư, để cho mọi người hiểu rằng á, ý Tư sống bằng tiền của Không mình cho lo, nhưng phải mà hả vẫn không có đủ chứ, khổ gì. Bây giờ đang nói chuyện về cái chuyện người làm chỉ có 400 thì chỉ có 400 4 triệu thôi, thì con chị dâu của Nguyên sẽ là cái người thế vô chỗ Giỏi, không có con nhỏ gì hết á thì đủ rồi. 4 triệu đó có thể nó bỏ túi nó làm gì đó, nó cất để dành, nhưng mà nó ăn ở với Tư chỉ có hai 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 bà cháu thôi, gọi là bà đó. Thì chị ba có nói là vợ sủi bây giờ cũng bằng tuổi với chị Tư Sương này nè, nó cũng buồn đồ này kia lắm, thỉnh thoảng thì ra ở chơi với Tư chưa có bạn. Đúng rồi, chị ba muốn nói gì đó. Thì bây giờ tóm tắt lại á, 500 từ 400 của mình mò năm rồi không đủ, ý Tư cứ thiếu hụt hoài 20 tây, 20 mấy tây là phải đi lại mượn trước 100, mượn trước 100. Nhưng mà mỗi lần nói mượn trước là chị ba đâu có trừ vô tháng sau. Anh Mẫn ơi, anh Tư ơi, anh giúp giùm. Cứ ghi vô cho ý Tư là tháng rồi 400 cộng thêm 100, rồi tháng này cũng 400, rồi chừng nào lấy nữa cộng thêm 100, chứ mình không có trừ tiền. Người ta đã thiếu rồi mà mình trừ lại bớt 100 là chết, đúng không? Chị ba cũng nói với Tư thôi bây giờ già cả rồi, ăn uống cái gì cần cái gì cứ nói con Nguyên nó, ấy con Giỏi nó mua thêm cho ý Tư đi, rồi thiếu hụt gì đó thì con bù vô. Ý Tư đừng có hà tiện hà tặng quá, cuộc đời cũng không còn sống bao lâu, chết nay chết mai, ý Tư cứ cứ xài đi, con yểm trợ phần phần sau. Nhưng mà bây giờ tình trạng con này nó quậy lên như vậy gây gổ gì với ý Tư, chị ba chưa hỏi tới đâu. Chị Mười ngày hôm qua hỏi mày có hỏi con Giỏi thẳng chưa, tao nói không, tao sợ quá cái tụi đó nó mất dạy lắm, nó mất dạy mà nó hỗn láo mà nó không có tình nghĩa gì trơn á, nó chỉ là vấn đề dốt nát và tham lam thôi. Thì nó nói những cái lời sẽ làm cho tao đau lòng, tao không ngủ được nữa, cho nên tao chưa dám đụng tới nó. Bây giờ thì Nguyên nó trả lời cái kiểu đó là mình biết bỏ Nguyên qua bên rồi. Giờ còn Thúy thì Thúy là chị dâu nó lớn, cũng cũng cỡ tuổi à, cũng cỡ tuổi Duyên rồi đó, cũng ở 52, 51 gì đó. Thì chị cưng có nói chuyện rồi. Bây giờ chị ba là sẽ trả 4, 5 triệu, ý 4 triệu, 4 triệu, nó ra nó chỉ cơm nước cho ý Tư. Rồi thí dụ, nếu nó thấy nhà anh trước trống muốn bán, tụi nó ở trong quê nó hay bán thêm cái gì đó, lặt vặt gì, sữa đậu nành là gì đó,
thì sẽ xin chị Tư cho nó bán ở phía trước một chút, tại vì chỉ nấu cơm một chút thôi, ăn suốt ngày một món hai món gì đó, thì kệ cho nó muốn bán thêm gì đó nó bán, thì coi như trả cho nó 4 triệu rồi, mất hết 200 rồi. Bây giờ tiền lương sẽ, của tiền chở của Tư sẽ là 400 trọn vẹn trong 400 đó, thì chị nghĩ là đủ rồi, được không? Để bạn bạn chị nói chuyện rõ ràng với mấy anh em chị. Mà anh ba ảnh cũng kỹ lắm, ảnh nói để nhờ nhờ em phân tích đi, tại vì mà em là cái người mà nắm vấn đề nó giỏi hơn, vững hơn, mà hiểu hơn ý Tư rồi này kia nữa, thân với tụi chị, cho nên chị cũng nhờ em vậy đó. Chứ bây giờ cháu mà cháu họ của chị Mười mà ở là hoàn toàn một người xa lạ, mình không biết gì hết trơn á, mình cũng sợ nữa, thấy không? Rồi chị nghĩ còn xa hơn nữa, nếu trường hợp được con Quyên, mà không Quyên giận Thúy đi nha, Thúy cũng dễ thương lắm, thì là con cháu trong nhà, lỡ trường hợp Y Tư có 100 tuổi, Y Tư có 100 tuổi, tụi nó cũng sẽ ở bám đó rồi, chị sẽ để làm thờ phượng gì của Y Tư đó, sẽ nhờ ở trong cái đám của Hiệp Sủ thờ phượng Y Tư luôn. Hoặc là mình thiêu rồi mình đem cho cốt về gửi chùa trong đó, rồi tụi nó sẽ cúng kiến cho Y Tư. Trong thời gian mà Y Tư có chuyện gì xảy ra đó, chị ba về được thì cũng tốt, mà sẽ cố gắng tối đa. Bây giờ bệnh dịch này mình cũng không biết nói sao, nhưng mà trường hợp xảy ra đó, mà có chuyện gì chưa về được đó, thì con cháu ruột của mình là con của Hiệp Sủ, nó cũng sẽ tạm thời nó giữ cái nhà đó. Chị ba cũng nói nếu mà đứa nào ở có tình có nghĩa cho tới giờ chốt á, thì cái gì mà thanh toán đâu đó thì tụi nó cũng có một phần để mình thưởng, mình mang ơn, mình trả ơn cho nó. Thì nhà đó bán được thì tốt, chưa bán được thì nhờ tụi nó ở giữ, rồi tới chừng là thanh toán xong rồi mới tính. Thì đó là ruột thịt của mình, dễ rồi. Tính xa lên một chút như vậy để cho cái lòng của chị ba nó yên ổn không thôi, chị ba cũng lo lắng đủ bề trơn. Mỗi ngày mà gọi Y Tư, mỗi ngày gọi Y Tư rồi có những chuyện xảy ra của ông Giỏi làm chị ba cũng nhức đầu dữ lắm. 2 tháng trước là nó cứ đòi hỏi chị ba phải cho nó mượn tiền 30 triệu. Hôm qua em có nói với chị ba về vấn đề thì thật ra đó là em chỉ em nghĩ Tư nói với em rất là nhiều lần về xài tiền trong nhà à. Mà em nghe nói thì em thấy chỉ Tư thật sự là thiếu thiệt à, chị biết rồi. Cũng hôm đó em có nói chị Quê có gọi thì em cũng nói với chị Quê, tại vì chị Quê chỉ nói chị muốn hiểu coi tại sao mà chị Tư cứ không có tiền. À. Em nói về trên cơ bản em không biết tiền gì Y Tư có, hay là tiền gửi về là bao nhiêu, em chỉ biết là tháng Y Tư phải chi xài được khoảng bao nhiêu đó. Ừ. Thì mình thấy cơ bản là phải, còn cái chuyện mà phát sinh này kia đó ha. Ừ. Thì em không biết, nhưng mà em chỉ biết là đương nhiên là sống là có phát sinh này kia rồi, nhưng mà tiền gì đó nó sáng nó gửi. Ý Tư thì bây giờ cứ mong nhau là tỉnh tiền hoài mà tính thay tội nghiệp. Ờ, thấy tội nghiệp. Cái này là lọt vô cái tình trạng là hồi ngày xưa đó, mà mình còn trẻ mà mình không có tiền bạc, mình không phải lo lắng đến gì vậy. Mà bây giờ về nhà thì đáng lý ra đầu óc là không có để cái gì ở trong đầu, không có còn tính nữa. Thì bây giờ mà đâm ra ngồi phải tính, mà tính riết á, nó quẩn. À, thay tội nghiệp. Tội nghiệp. Nên biết nói chị là chị ba nghe. À, tại vì là chị ba ở xa, với lại cái cũng như là cái sinh hoạt là không có nắm được rõ, cho nên nói chị ba nghe vậy thôi. Thật sự ra thì em biết là cái tiền bên đó mà gửi về như vậy nó cũng rất là nhiều, mà cũng là cũng ảnh hưởng cái kinh tế ở bên đó, nhưng mà bây giờ không biết làm sao thì mình cũng phải nói. Chị bên đây có một mình à.
gái từ Mỹ đến Thụy Sĩ. Thì thực sự thì đúng là không có làm được đó đó, thì nhưng thì mình cứ ra ra ngoài cộng thêm lúc đó đó là lúc đó là cũng mấy đứa trên ấy nó cũng xuống nhiều, cho nên ví dụ như gạo đi, chị đang mua nhiêu ký thì chị ta hàng tháng thì đông người quá, nó hàng ra khoảng nửa tháng nè. Là phải đi mua rồi. Thì có thằng cha của thằng Tiến với anh của thằng Giỏi. Ví dụ sữa thì đi tôi mua một lần là nó không hợp, thì thay vì một tuần nó mới hết, giờ đâu qua ngày nó hết rồi. Cái kiểu mà đường cũng vậy mà nó hết liên tục cái thứ quạt. Mình chờ nó hỏi cái mệt quá. Thì mình cũng biết gì mà chỉ là thấy đàn ông con trai mà người thấy sức ăn nữa. Thì nó ở không, không nó ăn đó. Hồi đó mà từ đó hồi đó ở với làm hai người nhà thì ăn đâu có nhiều đâu. Còn bây giờ mấy người trẻ không, sức thanh niên không, dùng chút nó bụng chạy vô mười mua mười gói mì, thì thay vì nó ăn được tuần lễ thì giờ ăn được có 2-3 ngày là hết rồi. Tha hồ đó. Không tới đâu. Chị hiểu rồi cưng. Rồi đọc đây là gì, nói liên tục với cái gì mà họ thật ra thì nó cũng ăn uống gì đó. Cái sức của người ta mà, sức thanh niên mà. Chị ba hiểu rồi, em nói đâu chuyện rõ ràng đó. Em làm như vậy, đúng như vậy. Cơ nhà. Con cháu mà sao mình nói đó. Đúng rồi. Bây giờ theo như vậy á, thì chị ba nói với anh em của chị ba đó, là mỗi tháng á, hết 200 tiền lương cho người ta, còn 400 không, em nói chuyện 200 đô. Nói rõ đi. 200 đô là để trả lương thôi, không có nói tới. Còn 400 đô tiền chợ dọn dẹp thì cũng là xích sao vừa đủ chứ không phải dư gì đâu, đúng không? Tiền chợ rồi tiền điện, tiền nước, tiền thì chung tất cả đó, sinh hoạt chung, đó. Em biết kỳ này ý tư lên Sài Gòn mang đi, chị kêu đem 100. Tại vì 28 tay lấy 400. 400 cái là bán 200. Trả con Giỏi hết 100. Trả em hết 1 triệu thì còn có 1 triệu, 1,6 triệu tiền lẻ thôi. 1,6 triệu tiền lẻ với 200 đô, chị nói 200 đô đó mà năm tay ý tư đi á thì ý tư để nhà cho nó 100, ý tư mang theo 100. 100 là ý tư dằn túi thôi. Lên Sài Gòn á thì đi tái khám, đi bệnh này kia, bác sĩ mua to rồi chị sẽ nói chị mười lo, chị có gửi tiền một chỗ khác, tiền đó tiền túi của chị gửi con chị Yến á, Yến cháu chị mười, tiền đó là không phải trong tiền chợ của anh em mà gửi anh Tư Mẫn, mà tiền là tiền riêng của chị sẽ kêu chị mười rút ra cho ý Tư 300. Như vậy thì ý Tư mua thuốc hết 3,5 triệu. 3,5 triệu thì chị mười chỉ bán 300 đó, 3,5 triệu còn trong túi 3,5 triệu, tức là bán được 7 triệu trả lại cho ý Tư, rồi với 1,5 triệu ý Tư mang theo tiền Việt Nam đó, cộng vô là ý Tư có 5 triệu mang về đó, đó là tiền riêng á, tiền không có trong tiền chợ đó. Thì kỳ này ý Tư đi Sài Gòn về là có bạn có 5 triệu trong túi, chị mười đưa lại thì thì con Giỏi trong vòng ý Tư đi có 1 tuần lễ à, ý Tư đưa cho nó 100 đô đó, thì chị không biết là nó có trả lại ý Tư còn nhiêu không. Nhưng mà bây giờ cũng mới có 20 ngày của tháng này thôi, ý Tư mang về trong mình là 5 triệu đó. 5 triệu kể như nhiêu, 200 đô à? Hơn 200 đô một chút. 4,6 triệu là 200 đô. Mà trong cái tiền lương của đầu tháng thì trả tiền lương cho tháng trước rồi. Chưa tính để tới cuối tháng mới qua trả tiền lương tháng sau. Cho nên giờ ý Tư trong túi có 5 triệu tiền mặt đó. Chị nghĩ cũng xây xài chợ búa chắc tới cuối tháng cũng đỡ, không hụt đâu. Mà hụt thì phải chịu thôi, chị nào có hụt thì phải chạy lên anh Tư lấy thêm mà. Chị mới gửi về đó 3,5 ngàn. 3,4 ngàn. Chị nói ghi vô 3,4 ngàn thôi. 3,4 ngàn đô nói cho rõ. Tiền Việt Nam hay tiền Mỹ nói rõ.
Tiền Việt Nam á họ ta trăm ngàn xong rồi làm gì có ba ngàn. Thầy nói rất rõ. Cũng nhức đầu á, chị ba cũng mệt mỏi có bây giờ. Chị ba, tại vì có những cái mấy cái đồng tiền mà chị ba đi gì đó, ông cũng xuống ở được cũng cả năm đó. Thằng đó là thằng Khên đó, đúng rồi, nó ở cả năm luôn, nó mới về đó. Mới về bây giờ nó đề nghị với ý tư nè. Ừ. Là chị ba phải chi cho người đó khoảng ăn cơm thôi, chị cũng là cũng 2 triệu rồi đó. Chị có sinh hoạt của người đó đó. Mà ý tư phải là con giỏi người á, chứ chỉ là ăn với những cái sinh hoạt tiện đuốc mà mình chỉ chịu vào nước thôi thôi. Nhưng mà em nghĩ là vậy. Tại vì một nhà mà chừng 3-4 người là phải 10 mấy triệu tiền sinh hoạt ở đây, 10 triệu tiền này thì nọ tiền kia, mà có người vô mà chị ăn xong thôi cái chuyện nó hụt nói gì đó mà lại là thanh niên nữa thì cũng họ cũng thực sự tôi không biết tính luôn, tại vì hồi đó về nhà đâu mà đâu có người lại ở vậy mà ý tôi nó ăn tối ngày thằng cha thằng tiến á, thằng con con giỏi á, ăn dữ lắm, lát cái xuống quậy cà phê đường đồ uống. Bây giờ thì cái thằng bé nhỏ ở đây bây giờ nó cũng lớn rồi, giờ cái sức ăn nó cũng như người lớn nữa, thành ra nói tiếng thằng nhỏ nhưng mà nó cũng là sinh hoạt nó cũng nhiều, nên nó là thành ra mình hỏi ý tư người sao còn thiếu thì ý tư nó chửi cũng biết mà mình biết mình nhận biết. Thực ra là tốn ý thư nói không biết rồi, ví dụ như hồi đó mình mua 2 kg đường mình vậy mình đổ đó thì dài cả tuần nó 10 ngày còn chưa hết nữa. Thì bây giờ thì tụi nó chị ra nó quậy nước đi vô nó quậy nước nó uống nó làm gì đâu thì nó uống thôi rồi vậy đó, như 2-3 ngày cả hả nó phải đi mua rồi cứ đi tiền ngoại mọi chị chứ không có lấy tiền ngoại đâu. Tóm tắt lại bớt bớt đi nhiều rồi nó không nghe xong nổi tôi cũng thành ra đâu nhiều. Ok vậy là em nói gì chị rõ rồi, có gì chị nói có Phương kế bên Phương biết hiểu tình hình thôi, thành ra tội nghiệp ý tư quá cứ tính toán biết ý cũng điên cái đầu, ý nói có chuyện thì cần xài thôi. Hôm rồi cái tủ cái gạm ăn dê hồi tụi chị còn nhỏ đi học đó, cứ mở đồ ăn đồ kì cắt vô đó, ý tư nó tự nhiên nó rớt cái cánh cửa, tức là bản lề một quá mấy chục năm đó, nó rớt xuống bể kiến. Thì đâu có đủ tiền, chạy lại đàn ông mẫn lấy 100 đô đi cắt cái kiến hết 300 ngàn, rồi mướn người ta đồ lợi gắn vô bản lề mới rồi này kia. Chị ba nói thôi bây giờ không ngờ cái tủ hồi tụi con còn nhỏ đi học ăn uống đồ cắt đồ vô đó mà bây giờ ý tư còn giữ, thôi bỏ đi mua cái khác. Ý tư nó không con còn xài được, có cái chỗ ý tư để cái bình thủy cái nước nó rỉ rả nó muốn mục cái dán đó, ý tư lấy miếng meca ý tư lót ở phía dưới để xài nữa. Thấy tội nghiệp quá đi, chị ba cũng đau lòng lắm, nói trời ơi trong nhà toàn là đồ cũ không thấy bỏ đi rồi, rồi con gửi tiền về mua cái tủ mới. Ý tư nói không có đâu còn xài được. Mình hiểu tánh ý tư mà, ý tư cũng nói ý tư đâu có quan phí, con thấy không cái gì đáng xài mới xài, không đáng xài ý tư cũng không biết tại sao thiếu nữa, thì có chuyện xài thì thiếu, ý tư nói vậy đó. Chị nói biết rồi, mà chỉ có một mình chị là gánh chịu, cứ nghe tâm sự của ý tư, nghe những lời than vãn của ý tư, còn mấy anh em chị họ đâu có biết cái gì đâu. Bây giờ chị muốn trình bày, chị nói lại cái chuyện đời sống ở đó chị cũng biết nói sao nữa. Cho nên chị nghĩ may mắn quá, em chỉ tìm được số phone của em rồi hỏi ra em, thì bây giờ chị em mình liên lạc được thì hiểu ý tư nhiều hơn, thương ý tư nhiều hơn. Tội nghiệp quá, từ nay không có để cho ý tư thiếu nữa. Như vậy thì bây giờ chị ba nói, chị ba sẽ nói chuyện ngày mai thẳng với con giỏi, hỏi bây giờ em tính sao, nếu em muốn về thì cũng được, chỉ chờ đợi cho nó ok nó đi rồi thì có ông Thúy đi ra, chứ bây giờ nó còn lấn cấn ở đó nó chưa trả lời với mình, mà chị né 2-3 ngày nay chị né chứ không muốn nói chuyện với nó.
Mười nói mày nói chuyện với nó đi. Chị nói trời tao cũng ngại quá, tụi nó là cái tụi mất dạy đó. Nó nói chuyện cũng hỗn láo, nó mới chửi lộn cái tiền trận tao cũng sợ quá, để coi anh sao. Trời ơi. Vậy thì có, ví dụ như chỗ vậy thì có buồn không? Không đâu, ý tôi cũng sợ nó lắm rồi. Không nghe, ý tôi có kể em nghe không? Chứ nói với chị Mười á, về hả? Ngày mai về luôn đi. Ví dụ ý tôi có câu đó hoài làm hoài à. Ý không cần. Nhưng mà chị ba có nói ý tôi ơi, phải ngon ngọt dỗ dành. Tại vì ý tôi cần có người bên cạnh. Nếu ý tôi nói ngang như hồi xưa đó, 30 năm trước thì ok. Bây giờ 30 năm sau, ý tôi 80 mấy tuổi rồi. Con không muốn tự nhiên rồi. Nó đã đòi hỏi, nó eo sách rồi ý tư gạt nha. Mày muốn về mời mày sách gói về liền thì không được, ý tư phải chờ con coi coi có kiếm được người nào không đã. Ý tư không thể nào ở nhà một mình mà trong không có người được. Chị năn nỉ dữ lắm, chị nói ý tư ơi dỗ dành đi, dịu dàng trước đi, đừng có nói là mày muốn về ngày mai đi về đi. Chị sợ câu đó lắm. Ý tư một mình con ở bên đây con cũng chết theo đó. Ban đêm ban hôm lỡ có chuyện gì xảy ra mình đâu có biết được đâu, với một cái người đó gần 90 tuổi như vậy chị sợ lắm. Bây giờ ngày mai chị sẽ nói chuyện với ông Giỏi, chị đương đầu với nó luôn, không sợ nữa. Chứ mấy ngày nay đêm nào chị cũng thức 3-4 giờ sáng á chị. Chị không biết tính sao nữa. Bây giờ nó muốn rồi, nó đòi với ý tư rồi thì để cho nó đi đi. Rồi con của Hia Sủn nó mới ra được. Như vậy đối với mấy anh em chị bên này á, thì chỉ có vấn đề là trình bày rõ ràng cái sinh hoạt đó, rồi để họ mỗi người nhín ra 100-200 trong một năm nữa như vậy đó, để cho ý tư đầy đủ một chút xíu. Còn không á, thì chị vẫn phải đại thọ hết, chị phải móc tiền saving của mình ra rồi chị phải cho ý tư đầy đủ chứ chị. Không thể nào để ý tư thiếu kiểu này, nhức đầu hoài, tội nghiệp ý quá. Em ơi. Dạ. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Em đi ngủ đi, 11 giờ rưỡi rồi, sáng thường mấy giờ em thức? Em hả? À. Em 5 giờ mấy em thấy. Chết bà, thôi đi ngủ đi cưng. Ờ, bán buôn mà nó dạ, mệt lắm. Ờ. Dọn vô rồi cũng ngồi làm này làm kia rồi thấy cứ chứ mới đi ngủ. Trời ơi, chị ba mừng lắm á, liên lạc được với em á. Thỉnh thoảng buồn thì tập đi về. Ừ, chứ đâu có gì đâu. Hôm trước nhà thì em cũng bán rồi, em cũng nhận vô rồi ở nhà thôi chứ có đi đâu. Với lại chị ba báo tin cho em biết là con Úc Thảo đó, nó nghe chị ba nhắn tin là bây giờ có số phone của em rồi. Không phải phone điện thoại bàn, không liên lạc được. Nhưng mà em có số phone riêng giống ý tư đó. Chị liên lạc nói chuyện với em lâu rồi. Quý vị có thể đã bị dán lời, xin vui lòng bấm số 0 để được kết nối trở lại. Kết thúc bằng phím 2. Hoặc xin vui lòng quý vị có 92 phút. Hello, em còn nghe không? Ủa, cũng nó reo lại hả? Được à. Thì cũng phải từ giả chứ đâu có được rồi, ngang nhiên là tắt vậy. Nó không chịu nghe nè. Nó cười nè. Nó ngắt ngang cái nó kêu chị bấm số 0. Dạ. Rồi với cái dấu thăng á, dấu thăng, dấu bàn á. Tại vì cái nói chuyện nó hơi dài, cái đoạn nó ngắt rồi để nó nói. Nó kêu mình tiếp nói lại. Cái chị gì? Thành ra chị nhắn tin cho Úc Thảo nói bây giờ em có thể nói chuyện với Phương được rồi, tâm sự nói chuyện với bạn thân bạn cũ. Nó rảnh nó muốn gọi thì nó gọi, chị ba nó bệnh mà chị ba kêu đâu có gọi, không đâu có, chị ba đâu có kêu, nó đi kiếm em hoài đó. Chị cứ xin ý tư đi, bây giờ số của Phương nó hư hay là nó mất gì đó, ý tư nói xin số chi đi, xin
Chị ba nghĩ cách đó thôi, chứ còn điện thoại bàn thì không ai liên lạc được ở nước ngoài. Chị nói bây giờ xin số của anh Tri giùm em, giùm con đi. Kêu Tri nó bỏ cái số của nó ở trên bàn, rồi Phương đặt cái số đó. Chị ba sẽ liên lạc với thằng Tri, coi giờ nào nó về. Cái Tri bấm bằng số điện thoại Nguyễn Ngọc Nhạn mà mua phone, mua thẻ đó. Đó. Bạn cho Thảo nó gọi em được. Mà rốt cuộc bây giờ chị lại đọc cái số của em thì đúng như vậy, nhưng mà chị làm sai một số thì em nói lại. Bây giờ mình mới tiếp tục liên lạc được. Chị mừng quá. Con nhỏ kia nó nghe, cái Út nó nghe, nó trả lời liền: em cảm ơn chị ba nhiều lắm. Và nó sẽ kiếm giờ nó gọi em đó. Nó cũng cô độc lắm, một mình đó. Anh chồng nó ở phía bên tiểu bang bên tụi chị. Làm nhưng mà làm ở nhà. Những người mà làm văn phòng bây giờ người ta phân phối công việc rồi mang laptop rồi về nhà làm, cũng bấm giờ vô bấm giờ ra rồi mà kia vậy. Nhiều quá trời luôn. Việt Nam bây giờ thấy lan tràn luôn. Hồi mới đầu mình chỉ thấy người Mỹ bị nhiều, người Việt mình không có nghe mấy, mà bây giờ người Việt của mình cũng bị mọc lên như nấm lây lan vậy đó. Nhất là bên chỗ Cali thì theo như bạn của anh ba nhắn tin qua thì nói là người ta chết lên khên luôn, không có kịp dọn người chết rồi đem người sống vô, rồi người xe cứu thương chở người bệnh tới cũng có chỗ bệnh để nằm ở trong phòng bệnh á, phải nằm ở ngoài xe, nằm ngoài hành lang, nghe sợ lắm. Thành ra tụi chị bây giờ cũng ở cái tuổi lớn mà dễ lây bệnh cho nên trốn ở nhà, không có dám đi chợ. Con của anh Sáu Vũ á, nó nói cô ba muốn cái gì thì con đi chợ con mua giùm cho. Thì chuyện hai tuần á nó gọi thì chị gửi chút đỉnh, mà chuyện nhiều khi nó cũng lặt vặt nhiều lắm, thì lâu lâu chị dù đi một cái thật là nhanh, mua đầy đủ bỏ nhà, rồi tụi nó chỉ mua dùm dặm 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 thêm. Mừng quá rồi, chị nói thiệt á, chị mừng lắm á, giống em giống như một người bạn của chị hơn là đứa em của chị á. Mình tâm sự, mình nói chuyện rồi với lại tìm hiểu thêm về ý tư gần gũi đó, chị ba mới biết rõ. Chứ đâu ngoài ra chỉ là mỗi ngày chị hỏi ý tư bữa nay khỏe không, nghe tiếng ý tư khỏe, ý tư làm sao, nhớ uống thuốc không, cũng nói lạc vặt tầm bậy tầm bạ, chứ chị không biết gì thêm hết. Có em thì chị sẽ hiểu rõ về ý tư hơn. Cũng tội nghiệp cả đời đó, lo cho gia đình chị, anh em chị, rồi bây giờ cô độc mình thấy thương quá đi. Thôi cưng đi ngủ đi, sáng 5 giờ thức rồi, vài bữa nữa chị ba gọi lại nha. Rồi cảm ơn. Dạ, chị nào chị ba có gì cần thì cứ gọi, không có sao đâu. Rồi chị ba biết rồi. Phần ý tư đó thì có khi chị sẽ quên, khi chưa nhớ. Thành ra mình cũng già rồi, thế cho mình thôi, chắc còn đợi hơn chị. Hôm mà tụi nó hay như về, cái nó thay gì nó về 3-4 ngày thì nó ở chưa 2-3 tuần đó. Chị ba cứ dặn là ý tư còn đồ ăn không? Ý tư gọi điện thoại lại nhờ Phương đi chợ mua cái gì thì mua giùm cho ý tư, đồ ăn bỏ trong tủ lạnh đi tư, đừng có hà tiện hà tặng quá, mà cũng không được chạy ra chợ mua một mình nữa, ý tư lớn tuổi chắc rồi. Gọi điện thoại chắc cũng là cái khó nha. Vậy hả? Bấm theo số thẻ bàn nó cũng khó nữa hả? Không, cũng khó rồi, khó với ý tư. Mình cứ gặp mặt thôi hả? Nhờ cũng nhờ em nha, lâu lâu dùm chừng ý tư hay là gọi thăm ở ý tư, là ý tư khỏe không nhìn chị ba nha. Chạy rồi thư điện mất điện gì thì em chạy bên điện rồi cứ kêu tôi bên sửa vậy đó hả? Chị nhau lại thì kêu giờ tội nghiệp quá. Với lại ngày 27 tây mỗi tháng là em nhắc dùm cái vụ đi lãnh tiền giả bên đâu gần bưu điện á, nghe vậy á, mà ý tư cứ bỏ quên hoài. Cái chị không có, cái chị phó khóm ở đây nè. Chị hay nhắc, nghe lại nhắc dùm. Thì ý tư cũng là nhiều khi cũng lãnh lần mấy tháng gì đó. Đó không có đi hàng tháng. Chị nghe nó 200 mấy nè. Tại vì á, nói chung là cái tiền đó, nó cũng không phải là tháng nào cũng có, mà có là tháng nào cũng có, nhưng mà đôi khi cái quỹ nó về không kịp, nó cũng dồn là theo tháng á chị ba. Không phải là nó từ tháng nào cũng có,
không phải lúc nào cũng sẵn sàng đâu, phải không? Không phải tới ngày mình chạy qua là có. Mỗi tháng, mỗi phát. Nhưng một người 2-3 tháng nó phát rồi. Tại vì nó chưa có, nó chưa có khó gì đó. Nhưng cũng phát đủ chứ không, không phải là nó phát thiếu, nhưng mà nó phát dồn vậy đó. Ôi, tháng cũng được 200 mấy. Thôi cưng em ở 200 mấy tiền đâu, ở đâu có Phương ơi, là lâu lâu ngày không nghe tiếng cười của em á, không nghe tiếng cười, không nghe tiếng nói. Chị ba cũng nhớ dữ lắm á. Anh ba đây nè, anh ba thâu, anh đang thâu trường nói chuyện này, đành gửi cho mấy anh khỏe nha. Cảm ơn em khỏe. Lâu lắm rồi mới nghe giọng anh ba. Cái giọng miền Trung hả? Yeah. Giọng miền Trung. Em à, cảm ơn cưng nhiều lắm nha. Tiếng nói của em sẽ phát đi cho anh em nào muốn biết hiểu tình hình của Y Tư nhiều hơn đó thì cứ cho họ nghe đó. Biết người ta cũng ok. Em có nói cái gì sai á thì chị bao sửa lại giùm. No, không có sửa đâu, chị là quá đủ rồi, trời ơi, quý quá lắm rồi cưng à. Chị ba cảm ơn em nha. Thỉnh thoảng chị ba gọi á nha. Ok cưng, bye bye. Ngủ ngon nha cưng. Cảm ơn em, bye. Thì tóm lại là 600 cũng vừa dặn cho Y Tư, 200 tiền lương, 400 tiền chợ, vậy là đủ rồi. Còn 400 tiền mà không đủ 400 để đi chợ là thiếu hụt nữa vậy đó. Nó cũng nói như vậy là mình nếu trả lương cho người ta 4 triệu thì cũng không phải là rộng rãi gì đâu. Bây giờ đời sống sinh hoạt nó vậy đó. Còn con giỏi là từ đầu đã đòi 2 triệu thì 2 triệu. Rồi còn nuôi thêm đứa nhỏ nữa thì cũng xem vô 3 triệu, 4 triệu rồi. Anh còn thâu không vậy? Thâu nè.